chưa anh ơi? Lâu quá rồi. Đợi tí. Ôi trời, lâu thế ông Tú ơi. Cái này thì bao giờ xe mới đi được hả? Ok. Đang tự nhiên tắt máy đi. Tình hình nào rồi? Anh ấy tình vẻ căng lắm anh ạ. Họ nhất quyết đòi kiểm tra hàng. Thằng nào đòi kiểm tra? Em chưa gặp mặt bao giờ. Thế bảo vừa về làm đội trưởng anh ạ. Thế đã bôi trơn cho nó chưa? Làm hết thủ tục giấy tờ rồi. Nhưng họ rắn lắm, không nhận tiền. Mày gì mà đen thế cái chuyện này. Anh ơi, đợi em lát nhá. Ok. Bây giờ ông cứ ở đây để tôi ra xem tình hình nào. Dạ vâng ạ. Chào anh. Anh có phải là chủ cửa hàng không? Dạ vâng. Đây là giấy quyết định kiểm tra cửa hàng. Mời anh. Thay mặt cho đoàn, tôi giới thiệu thành phần đoàn kiểm tra gồm có tôi, Trần Đức Nam, đội trưởng đội quản lý thị trường, trưởng đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Khắc Sơn, cán bộ công an, thành phần đoàn kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Thanh Hằng, bác sĩ, thành phần đoàn kiểm tra. Và bác Đỗ Văn Hữu, tổ trưởng tổ dân phố số 4. Biên bản kiểm tra. Ôi anh ơi, chẳng mấy khi có các cán bộ đến thăm cửa hàng. Cửa hàng em có điều gì sơ suất, mong các anh chỉ bảo dạy dỗ để bọn em rút kinh nghiệm. Chứ lập biên bản làm gì nó phiền phức ra hả anh? Theo quy định, chúng tôi đi kiểm tra là phải có biên bản. Trong biên bản sẽ ghi rõ những cái được và cái chưa được của cửa hàng. Anh cho chúng tôi kiểm tra hóa đơn xuất xứ nguồn gốc, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng hóa thực tế tại cửa hàng và trong kho. Dạ. Trêu em, thôi đi về đi. Đội mũ vào đi cẩn thận đấy. Ui, anh này. Ai mà lạ thế hả? Anh Nam, bạn em đấy. Bạn anh người yêu? Bạn, nhưng mà đang tìm hiểu. Đề nghị anh xuất trình giấy tờ mua bán, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng cho chúng tôi kiểm tra. Sau đó đưa tôi xuống kho. Tôi muốn trực tiếp kiểm tra nguồn hàng. Được ạ. À, có anh, chuẩn bị nước mời các anh chị nhá. Vâng, thưa sếp. Dạ, báo cáo anh là giấy tờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lát nữa tôi sẽ trình lên. Còn bây giờ, mời anh đi cùng tôi xuống kho kiểm tra. Các đồng chí làm việc nhé. À, Nam ơi. Sao anh? Chú nhìn anh có quen không? Anh là anh trai của ý Quỳnh. Đây này. Nhận ra chưa? À, em nhận ra rồi ạ. Anh Kiên. Tưởng gì, toàn anh em trong nhà. Này, tối nay đến nhà anh làm trận rượu, xong anh em mình gọi Zalo cho Quỳnh cho thèm. Anh thông cảm. Công việc nên em không dám hứa trước. Ừ. Nhưng nhất định sẽ có một hôm em sang thăm hai bác và anh ạ. Bà này, hàng anh đã chuyển hết lên xe rồi. May quá, có chú làm đội trưởng đội quản lý thị trường, lại là trưởng đoàn kiểm tra hôm nay. Không có chú, chết anh luôn. Mày nói chuyện quá, tôi mất công việc. Ừ. Bây giờ anh đưa em xuống kho, rồi cho người mang hồ sơ lên để đội kiểm tra. Hồ sơ gì? Mọi giấy tờ mà em báo cho anh lúc trước đấy ạ. Đội cần kiểm tra để hoàn tất biên bản ạ. Thế là vẫn kiểm tra? Dạ vâng ạ. Thôi được rồi. Thế bây giờ chú cứ ra cửa hàng đi nhá. Để anh vào anh sửa soạn giấy tờ rồi mang ra cho chú nhá. Vâng ạ. Anh ạ. Tình hình ổn chứ anh? Chả ổn thế nào cả. Rắn lắm. Cả một xe hàng đông lạnh. Chậm giờ là nguy giờ đấy anh ạ. Thì ai chẳng biết là như thế. Nhưng mà nó không giải quyết thì biết làm nào. Và thằng này nó lại là bạn trai của ấy Quỳnh. Bạn trai Quỳnh á? Ờ. Anh bảo nó một câu, ok quá gì nữa. Ok cái gì? Bảo rồi. Đã cố tình nhắc cái chuyện sau này sẽ là hai anh em cùng một nhà. Thế mà nó vẫn đòi kiểm tra xe, lập biên bản mới đau. Nó mới về làm đội trưởng, chắc ra ngoài tí thôi. Anh bảo cái Quỳnh nói cho vài câu. Cái Quỳnh nó đi du học rồi. Không gặp trực tiếp thì điện thoại.
Được, gọi điện thoại được. Thế mà không nghĩ ra, thông minh phết đấy. Alo Quỳnh à? Ừ, cứu anh với. Có chuyện gì mà anh hốt hoảng thế? Nam, người yêu của em, nó đang đưa một đội đến cửa hàng anh đòi kiểm tra. À, đấy là nhiệm vụ của anh Nam mà. Thì anh cứ cho anh ấy kiểm tra. Nếu thiếu giấy tờ gì, anh ấy góp ý cho, mình bổ sung hoàn thiện cho đầy đủ. Khổ quá, nhưng mà anh lại không có giấy tờ gì cả. Thực phẩm của anh ấy toàn thu mua trôi nổi ở ngoài thị trường. Trời ơi, thế thành ra anh đang buôn bán thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc à? Ừ, đúng là bẩn thì anh mới phải nhờ em chứ lại. Em nói với nó một câu, hơn một tấn hàng đông lạnh để suốt từ sáng giờ, chậm giờ nào nó chết anh giờ đấy. Nhá, mấy trăm triệu của anh đấy. Cố lựa lời nói với nó. Anh ơi, anh đang làm việc đấy à? Anh nhớ giúp em đấy. Đồng chí à, đồng chí kiểm tra thật kỹ, rồi có gì ghi vào biên bản nhé. Vâng ạ. Alo, Quỳnh à, em nói như thế thì anh biết xử lý như thế nào? Em phải thông cảm, đây là công việc của anh mà. Alo, alo. Sao? Quỳnh nó nói hết với em rồi đúng không? Chú cứ làm ngơ cho anh một tí thì đã làm sao. Thôi để anh chở hàng đi nhá. Hàng anh bốc lên xe suốt từ sáng toàn hàng đông lạnh, chậm một giờ nào chết anh rồi đấy. Thì anh cứ để em kiểm tra xem sai phạm của cửa hàng đến mức độ nào. Ôi, cái Quỳnh đã nói thế rồi chú kiểm tra làm cái gì. Trước sau gì mình cũng là anh em một nhà cơ mà. Mà anh nói thật nhá, thực phẩm của anh toàn thu mua trôi nổi ngoài thị trường, làm gì có giấy tờ mua bán, làm gì có xuất xứ nguồn gốc đâu. Còn nếu mà chú muốn vào kiểm tra kho ấy, cho anh em anh khuyên thật, vào làm gì cho nó buồn nôn ra. Toàn mùi thuốc tẩy, rồi là mùi hóa chất, rồi mùi hôi thối của thực phẩm. Khổ lắm, không sướng đâu. Thế nhá, thôi anh cảm ơn nhá. Ổn rồi, anh lái xe, lái xe. Nhanh, 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 nhanh. Bác tài anh đi thôi. Dừng lại, các anh không thể mang lô hàng đi tiêu thụ được. Kiệt Nam, anh đã trình bày với em như thế rồi mà em vẫn không hiểu à? Anh thông cảm, em không thể làm ngơ chuyện này được. Sau khi kiểm tra hàng, nếu lô hàng này không đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đội quản lý sẽ lập biên bản và làm thủ tục tiêu hủy. Còn về phía Quỳnh, em sẽ nói chuyện này với Quỳnh sau. Nhưng em tin rằng một bên đã ủng hộ anh, một bên đã ủng hộ hàng ngàn người tiêu dùng, thì Quỳnh sẽ ủng hộ sức khỏe của hàng ngàn người tiêu dùng. Còn anh thì không bán thực phẩm bẩn như thế này nữa. Biết là ăn vào sẽ độc hại mà vẫn bán cho người khác ăn, thất đức lắm anh ạ. Em giúp anh làm lại từ đầu.